Học bằng cái công cụ là Soplantech, các bạn lên Google search cái Soplantech thì vào đây, sau nó sẽ ra cái soplantech.com này, xong bấm vào đây và chúng ta sẽ có cái phần download, bấm vào download này. Của các bạn là máy Windows thì các bạn đào bấm vào download thì nó sẽ ra cái chỗ để giúp chúng ta tải, nó mới lên phiên bản mới, phiên bản 3 đó. Bấm vào Windows thì chúng ta có hai phần, hai cái đây là các bạn tải cái portable version. Thì portable version là chúng ta sẽ tiến hành là tải nó về, nó ra một cái file nén, sau đó chúng ta muốn dùng nó ở, để nó ở đâu thì để giải nén nó ra, xong chạy cái file exe xong đấy là được. Được chưa? Nó sẽ ra cái giao diện như này cho chúng ta. Sau đó hoặc là các bạn có thể tải cái file file installer. Wow, đây toàn portable thôi. Ở đây, đây, bên này là file installer, còn bên này là portable. Thì các bạn có thể tải cái bản bên này để cài vào máy mình cũng được. Thì các bạn tải về và dùng nó nhá. Dùng nó bật lên thì trông nó như thế này. Tôi sẽ bỏ cái này đi. Bây giờ chúng ta muốn đưa cái project của chúng ta vào ấy, để code ấy, thì chúng ta cầm này, mở bằng Explorer của các bạn ra, xong cầm cái thư mục của bạn ném vào trong này. Đó. Và sau này chúng ta có thể là tạo file mới. Ví dụ tôi tạo một file mới ở đây là index.js chẳng hạn. Đóng những thằng khác vào. Chúng ta thấy nó tồn tại cái file index.js đúng không? Bây giờ code là console.log là cái hello world xếp xuống và tôi sẽ đẩy lên trên kia. Các bạn thấy nó tạo mới cái file index.js đúng không? Init. Rồi xong. Bây giờ các bạn sẽ nhìn thấy ở trên cái GitHub của tôi, các bạn vào lại cái repository này. Các bạn sẽ nhìn thấy cái file index.js đấy. Đây, đúng không? Vừa mới tạo ra cách đây 18 giây. Chúng ta sẽ nhìn thấy nội dung ở phía trong. Đây là file name. Xong chưa? Thì các bạn muốn xem lại code, các bạn cứ lên đây mà ấy. Đấy chứ nhỉ? Đó là cái công cụ chúng ta sẽ sử dụng, GitHub. Cái tool thứ hai dùng để code là Soplantech. Cái công cụ thứ ba, và cái này nó là cái phần quan trọng nhất ở trong môn của mình, đó là các bạn vào trong trang node.js.org, kéo xuống dưới một tí, nó có cái bản, nó có cái download này. Các bạn tải nó về, tải nó về và chạy thôi, cứ nick. Xong rồi các bạn để kiểm tra xem node.js của chúng ta nó có chạy hay không, nó đã cài thành công hay không, thì chúng ta gõ cái chữ node cách trừ v. Đó, của tôi hiện tại đang là đã cài rồi và version của nó là 6.9.2. Version hiện tại của nó là 6.11.3. Và chúng ta sẽ code trên cái version nào cũng được, tùy các bạn thôi. Được chưa? Cứ tải về cài vào máy để cho nó có thể chạy được. Được chưa nhỉ? Đấy là cái những cái môi trường mà chúng ta, hoặc là những cái tool mà chúng ta cần phải làm và cần phải cài vào máy để có thể học được cái môn này. Xong chưa? Cái nữa, khi mà chúng ta cài Node.js ấy, thì chúng ở bên Windows của chúng ta, nó sẽ có cài Node xong thì nó sẽ có thêm cái này này. Các bạn có thể gõ npm cách trừ -v là 3.10.9 đúng không? Ở máy các bạn nó sẽ có thể là version mới thôi. Thì chúng tôi giới thiệu qua chúng ta cái như thế này. Node.js là cái gì? Npm là cái gì? Thì sẽ như sau. Node.js ấy, các bạn, nó chỉ là một cái ngôn ngữ thôi nhé. Nó là một cái ngôn ngữ để giúp chúng ta lập trình nền website. Nó giống như Android của các bạn này. Android, đã học Android chưa? À, học Android rồi thì Android thực chất là Java đúng không? Đúng chưa? Thì cái này nó cũng là một cái ngôn ngữ rồi. Ngôn ngữ lập trình thì Node.js của chúng ta cũng vậy, nhưng mà ví dụ như cái Java của các bạn này để chạy được cái Java này, các bạn bắt buộc phải có cái thằng cài CDK đúng không? CDK ở trong này, nó bản chất của nó ấy, nó có một cái phần tên là CVM. CVM để lệnh nào trong biến gì rồi em ạ, đây là Java
đưa xuống xe suy. Đây là cái máy ảo. Cái máy ảo khi mà các bạn cài Zuleika tự động, cái máy ảo sẽ cài lên máy của các bạn để dụ dịch cái cốt Java sang luôn máy để cho máy nó hiểu là chúng ta sai bản của bạn đấy thì không. Chờ thì cái Node.js này cũng thực ra cái Node.js này nó cũng là ngôn ngữ thôi. Ngôn ngữ để cho có một cái máy ảo như thế này để nó chạy được. Thì cái máy ảo đấy nó tên là Google V8. Google V8. Thì cái ngôn ngữ này sau khi chạy xong ấy, thì chúng ta triển khai nó thì dùng cái thằng Google V8 này để đọc code Node.js để đưa vào trong máy để máy hiểu cần phải làm gì. Được chưa? Thì đấy là hai cái này cũng chỉ là hai ngôn ngữ mà chúng ta như Java chúng ta phải cài Zuleika thì nó ở với Node.js chúng ta phải cài cái Node.js này là chưa có mỗi vậy rồi. Còn cái NPM là cái gì? Chúng ta cài thư viện ở trong Java thì chúng ta cài vào cái gì? Quản lý thư viện đấy. À? Cái gì? Đâu đó có Java không được. Ví dụ như hồi tôi code Java web thì cái này tôi làm, tôi còn làm thì nó có cái con gì nhỉ? Maven là cái nơi để giúp chúng ta quản lý toàn bộ thư viện của Java. Nếu mà bên web của nó lại được, còn bên Android của bạn cũng biết. Còn bên Node.js này, nó cũng có một cái công cụ để giúp nó cả quản lý tất cả thư viện của JavaScript hoặc của JavaScript nói chung và Node.js nói riêng. Thì nó tên là thư viện là cái công cụ nó tên là Node. Manager là công cụ quản lý backend của Node.js. Được chưa? Người ta viết tắt là NPM. Được chưa? Có mỗi vậy thôi. Nơi này là nơi để giúp chúng ta cài đặt các thư viện cũng như là khởi tạo hệ thống. Được chưa nhỉ? Đó. Đấy là cái đầu tiên chúng ta cần phải nắm được về cái ngôn ngữ Node.js này. Và cuối cùng Node.js là nào? Giúp chúng ta làm ra website. Có vậy thôi. Thế vậy thì chúng ta học cái môn này để làm gì? Thì chúng ta hiện tại đang học Android để làm ứng dụng đúng không? Ứng dụng làm game, chúng ta học game chưa? Học game thì phải hơn nhá. Đang học gì? Rồi. Thì cái game của các bạn ấy hoặc là cái ứng dụng ấy, nó sẽ có hai dạng. Một dạng nó là cái ứng những cái ứng dụng mà không online. Ví dụ như là những cái ứng dụng kiểu như là đồ hộ thực này. Rồi thì là nốt, cái nốt để biết chúng ta đi chung đúng không? Rồi lên. Thì đấy là những cái nó không được nó lại. Nó cứ cài một lần nó như thế nó chạy trong công thức là được những cái sớm trước đúng không? Rồi thì ngày xưa chúng ta có cái điện thoại ấy, chúng ta có cái trò là sẵn sàng ngồi ấy, đúng không? Thì cái trò đấy cài xong thì là thôi nó cứ thẳng đấy thôi. Chúng ta chơi thì nó chạy, nó không chơi thì nó thôi, nó chẳng bao giờ được update đúng không? Chẳng chơi được cái à. Chơi được một mình trên cái máy của mình đúng không? Thì cái đấy là các loại ứng dụng thứ nhất là ứng dụng bằng dạng cầu nó có thể sử dụng cái cookbox, nó cũng có cơ sở dữ liệu, có cơ sở dữ liệu nó là SQLite còn nó có các loại thứ hai ứng dụng app thứ hai ví dụ như là Facebook rồi thì ví dụ như các bạn có chơi game thì có game nó online như bây giờ đang có mấy cái game kiểu là Liên Quân có không chơi thì chơi mấy cái trò này. Nói chung là phải biết nhưng mà không chơi. Bây giờ máy nó không tôi đố bạn tìm cái game gì? Facebook này, rồi thì Instagram này, rồi thì Skype đúng không? Rồi thì Gmail. Những cái ứng dụng này chúng ta bắt buộc có mạng để xài đúng không? Và nó khi mà mỗi khi các bạn vào nó sẽ cập nhật những cái thông tin mới nhất của những người xung quanh các bạn hoặc là cập nhật những cái gọi là phòng game đang chơi hiện tại các bạn có thể mời bạn bè các bạn vào chơi cùng đúng không? Như vậy làm sao để biết lấy dữ liệu ở đâu để đưa vào cái app để xử lý? Thì những tất cả những thứ này, tất cả những thứ này đều phải có một cái thứ người ta gọi là web server hoặc web service.
web service để cung cấp dữ liệu cho các ứng dụng, để cung cấp dữ liệu cho các ứng dụng này để nó xài. Ví dụ các bạn mở một bên một cái thì các bạn sẽ thấy được đầu hơi quay quay của nó, nó có một cái icon quay quay, đấy là cái thời gian mà cái ứng dụng bạn gửi dữ liệu lên web server để lấy dữ liệu về đấy, được chưa? Bao giờ web server trả cái dữ liệu rồi và cả quá thời gian tham gia rồi, ví dụ mạng mình bị chậm quá đúng không, tức là quá thời gian quá là bị dây rồi, thì nó sẽ dừng cái đấy lại và nó báo các bạn là không có internet hoặc là không kết nối được đúng không. Nhưng mà nếu nó trả trước thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ hiển thị lên những cái email mới ở trên đầu, mới nhất thì lên đầu, được chưa? Đấy là cái mà chúng ta cần, cần các bạn cần có bây giờ để cung cấp dữ liệu cho các ứng dụng của bạn. Tất nhiên chúng ta có nhiều lựa chọn, không nhất thiết là cũng phải là Node.js. Ví dụ chúng ta có rất là nhiều ngôn ngữ có thể có được web service, ví dụ như là Node.js, PHP, Java, C#, Ruby, rồi hay những công cụ nó có sẵn như kiểu là Firebase của thằng Google đúng không? Graph API của thằng Facebook đó, có rất là nhiều. Nhưng mà vì sao trường mình lại chọn Node.js? Không phải là có giảng viên biết dẫn Node.js, cũng chẳng phải là do nhu cầu của doanh nghiệp mà nhu cầu doanh nghiệp là nhiều. Nhưng mà đúng thật là Node.js hiện tại đang cần rất là nhiều nhân lực để làm này. Nhưng mà còn nguyên nhân sâu xa thứ ba đó là cái gì? Đó là gì? Bây giờ đang là xu hướng của thế giới. Và các bạn nghe đến VSBT một lần. Native. Nghe bao giờ? Ionic nghe bao giờ? À, nghe bao giờ chưa? Nó là cái gì? Cái này thì nó gọi là cái ngôn ngữ lập trình để xây dựng ra những cái ứng dụng đa nền tảng đúng không? Thực ra cái đa nền tảng là cái gì? Cái đa nền tảng rất là dễ nói thì theo cái kinh khủng thôi, nhưng thực ra là cái gì? Code một lần sinh ra được file APK, sinh ra được file APP, được chưa? Có một cái thế rồi. APK là app cho cái gì? Android. APP là app cho cái gì? iOS. Giờ, chúng ta chỉ code một ví dụ bình thường, chúng ta code Java có sinh ra được, có code được app cho iOS của bộ ảnh đúng không? Không sinh ra được. Mà code app iOS thì chúng ta phải dùng Objective-C hoặc là Swift thì mới code được ra cái app APP này đúng không? Nhá. Thì nhưng mà ở đây chúng ta có thể là dùng những cái ngôn ngữ này, cái công cụ này để giúp chúng ta code một bản, code một lần thôi để sinh được ra app của cho Android, sinh được ra app cho iOS. Như vậy thì làm sao? Cái công sức chúng ta làm nó giảm được nhiều, đúng không? Công sức chúng ta làm nó giảm được nhiều. Và đặc biệt cả hai thằng này nó là code JavaScript. Thằng Node.js này nó cũng là JavaScript. Và hiện tại cái nhu cầu React Native này ở ngoài thực tế các bạn có thể không tin, các bạn có thể lên trên cái nhóm group, các bạn search thử cái chữ React Native mắt nó ra một sổ luôn, và cái lương của nó cũng thấp, lương của nó không hề thấp, nhu cầu cực kỳ nhiều. Các bạn có thể search cho các bạn xem nhé. Các bạn nên biết những cái kênh gọi là kênh tuyển dụng bây giờ Việt Nam Quốc. Đâu nhỉ? Ở cái trang Việt Nam, đây Việt Nam Quốc rồi. Sao bị tụt dưới này còn cái chạy quảng cáo. Đây.
React Native. Chỉ xuất hiện địa Hà Nội thôi nhá. Đây là IT phần mềm. Đây. Đây. Cực nhiều. 500-900. Cực kỳ nhiều luôn. Các bạn cần phải biết những cái trang như này, Việt Nam Quốc này, rồi thì là IT Việt này, rồi thì là trang LinkedIn. Là những cái kênh giúp chúng ta biết được xu hướng tuyển dụng của các doanh nghiệp bây giờ là cái gì để mình định hướng và mình học. Đây ví dụ LinkedIn, rồi thì IT Việt này. Có thể search. Sinh viên trường mình ra cũng rất nhiều bạn làm bây giờ bên mobile các bạn. Tôi dạy mobile từ những ngày đầu tiên tôi vào đây thì nó thì rất nhiều bạn bây giờ ra trường học Android, bây giờ ra trường làm Việt Nam Quốc à, Việt làm bằng React Native, bởi vì nó cái nhu cầu nó lớn, lương cũng rất là khá. Đây nhá, React, đây React Native ra một rổ luôn. Cái này phải đăng nhập. Tôi có tài khoản nhưng mà không tiện. Đó. Thì chứng minh một cái điều đó. Thì bây giờ cái JavaScript này nó đang là xu thế của thế giới bây giờ. Người ta dùng rất là nhiều, kể cả với JavaScript các bạn có thể học một ngôn ngữ rồi, nhưng các bạn có thể làm dùng một chiếc web, dùng React Native ở mobile, đúng không? Rồi thì ở web nó còn có thêm nhiều cái nữa, ví dụ như sử dụng thêm React để tăng tốc độ của web lên. Còn với JavaScript thì chúng ta có cái cơ sở dữ liệu là MongoDB. MongoDB cũng là kiểu dạng di sản, có thể dùng di sản. Di sản này. Cái này. Đây là kiểu dữ liệu trong JavaScript nó dùng để làm cơ sở dữ liệu luôn. Tốc độ truy vấn cực kỳ nhanh. Đó. Thì các bạn có thể là ngoài cái Java ra, và ngoài Java Android ra thì các bạn người ta muốn là các bạn tiếp xúc với những cái xu hướng thế giới bây giờ để các bạn sẽ có thêm, khi ra các bạn ra trường các bạn sẽ có thêm nhiều lựa chọn cho cái công việc của mình. Đấy, có vậy không? Tôi nó vẫn chưa đây, tải xong rồi đây. Tải xong cái nốt rồi. Tải. Rất nhanh thôi. Đấy, bây giờ lên version 6.11.3 đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ thử chạy cái đoạn, cái code Node.js đầu tiên. Nó sẽ như thế nào? Thì chúng ta gõ Node. Đó, được chưa? Chúng ta khai báo biến là bằng var x bằng 10. Xong. Bây giờ chúng ta console.log ra x bằng giá trị 10 đúng không? Được chưa? Xong rồi chúng ta có thể là khai báo là var y bằng x cộng 5. Bây giờ console log y ra thì bằng mấy? Console.log y bằng 15. Bây giờ x bằng mấy? Ờ đúng, x chưa động gì vào thì x bằng 10 đúng không? Có mỗi vậy rồi, xong rồi à, thì như là save cách test l01.gn. Tôi chẳng nhớ lắm. Exit Ctrl C. Không nhớ mấy cái này lắm. Đó, thì đấy là
chúng ta có thể dùng code JS để chạy ở trên command line. Cái tôi vừa chạy nó chính là cái CMD ở trong máy của chúng ta. Và nếu mà làm được với Node.js thì chúng ta sẽ động đến cái thằng CMD đấy thường xuyên. Được chưa? Thì bây giờ tôi sẽ chạy cái file nằm ở trong này của các bạn này. Ví dụ ở đây tôi có cái file là index, console.log là hello world đúng không? Thì ở đây tôi sẽ là mở cái thư mục chứa cái file này ra. Tôi sẽ mở command line ở trong đấy. Mở command line, đây nó trỏ vào trong pt12151 mob node.js đúng không? Giờ để chạy được cái code nằm ở trong file JS, nằm ở cái file JS nằm trong thư mục này thì tôi gõ là node cache index.jn. Ra chữ hello world chưa? Giờ bây giờ chúng ta có bài toán như sau. Ví dụ chúng ta có var x bằng 100. Chúng ta chạy một cái vòng lặp thì chúng ta có vòng for đúng không? For var y bằng x. Var y bằng x. y nhỏ hơn 0, y trừ trừ. Thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành kiểm tra là console.log hiển thị ra giá trị của y. Và kết thúc cái vòng lặp này thì tôi mới tiến hành là hiển thị ra là end. Giờ tôi chạy nó thì tôi vẫn dùng lệnh cũ là chúng ta sử dụng cái mũi tên lên phía trên để lấy lại cái câu lệnh cũ. Được chưa? Enter xuống. Thì ở đây nó sẽ hiển thị từ 100 cho đến 0 và kết thúc end. Được chưa? Thì đấy là cách chúng ta chạy cái file JavaScript của mình bằng cái ứng dụng Node.js. Đấy, hôm nay thì chỉ có một yêu cầu duy nhất, đó là cài đặt tất cả các môi trường. Sau đó bài tập về nhà của các bạn là chạy một cái đoạn vòng lặp để hiển thị ra một cái gì đấy, cái xong. Lắp một đấy, không có thế thôi. Thật, nộp cho tôi đúng một cái file JS nào đấy chạy một vòng lặp. Và lên lớp các bạn chạy để cho tôi cái đấy, thế là xong, phải lắp một, hết phim. Vậy thôi, bài cực dễ. Bài này mà không được 10 thì tôi nghĩ là nên nghỉ học đi. Thật, có cái gì đâu, chạy mỗi một câu lệnh cài xong, chạy mỗi một câu lệnh là xong. Đây, chạy mỗi một câu lệnh, mở cái command line ở trong thư mục ra, sau đó gõ node cách tên file muốn chạy, xong. Chẳng có cái mẹ gì. Đúng chưa? Xong chưa? Đấy, bài 51 đấy. Tiếp theo này, còn thực ra cái slide 1 ấy, chúng ta có hai bài rất là dở hơi. Tôi thấy chương trình khá vớ vẩn. Đó là cái bài lý thuyết 1 là giới thiệu bootstrap. Chẳng liên quan. Nó là code để làm cái phần giao diện mà. Cái đấy các bạn tự về nhà mà học, chẳng ai dạy đâu. Được chưa? Cái đấy nếu mà hôm nào tôi hứng chí lên thì tôi hướng dẫn trong cái bài assignment, tôi hướng dẫn luôn. Còn không thì các bạn cứ code đen trắng cho tôi được. Hiển thị web đen trắng, trắng cái gì phải khổ cả. Được chưa? Đấy, cái đấy là cái thứ nhất. Bài thứ nhất, cái bài thứ hai nó còn vớ vẩn hơn cơ. Bài thứ hai nó là giới thiệu về pusher. Pusher nó là một cái công cụ để giúp chúng ta sinh đưa code lên trên online để đẩy về API. Thì cái đấy nó dành cho PHP, nó không dành cho Node gì hết. Không hiểu sao chương trình lại đưa vào. Cho nên là hai cái bài đầu thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn những cái cơ bản nhất về về code JavaScript và cái và cách cài đặt và setup cái Express.js để xây dựng một website. Thì ở đây này, phần tới chưa hết đâu nha, chúng ta còn nữa. Đây là tôi vừa nói xong về bài lắp 1 và cơ bản về cài đặt và chạy cái ứng dụng Node.js đúng không? Bây giờ mới đến cái phần chính này. Cái này các bạn mới là cái nơi để các bạn làm cái gì nhỉ? Cái Express.js và làm bài thi là 1, làm assignment là 2, thì làm trên cái này bây giờ chính nha. Thì chúng ta vào trang là express.js.com. Sao lâu vậy? Các bạn chờ một chút nha, nó hơi lâu. Ơ,
Bệnh thế nhỉ? Ừ. Đây rồi. Được chưa? Copy cái đoạn code này, copy cái đoạn lệnh này này. Copy để cài Express vào máy mình. Được chưa? Copy vào. Và paste vào trong cái command line. Và paste vào đây để chạy, tôi chạy rồi. Tiếp theo này, chúng ta vào cái phần getting started. Là phần này nó hướng dẫn chúng ta cài từng bước một để vào ứng dụng Express ấy. Thì chúng ta vào chọn Express Generator. Click vào đây. Đó, được chưa? Sau đó chúng ta copy nốt cái đoạn này. Copy nốt cái đoạn này. Paste vào trong cái CMD. Enter xuống. Đây chúng ta cài cái thư viện Express Generator bằng cái công cụ là NPM. Để cài một cái thư viện mới thì chúng ta sử dụng npm, cú pháp sẽ là npm rồi cái gì đây, đổi bố rồi. Đó, ok, cú pháp đang nói về cú pháp à, cái sau đây cú pháp của chúng ta là npm cách install tên thư viện, được chưa? Sau đó là -g là cài cho toàn bộ máy của mình global, được chưa? Còn --save là lưu xuống cái thư mục hiện tại đang xử lý. Thì tôi đang ở trong cái thư mục là PT12151MOB đúng không? Bây giờ tôi sẽ tạo ra một cái project mới ở trong này. Cái này permission deny à. Cái này thì các bạn cứ chạy thôi nhá. Còn ở bên, nếu mà bạn nào dùng Mac hoặc là dùng Linux ấy, thì phải thêm chữ sudo vào đây. Sai phát. Giờ nó mới cài lại này. Đấy, cài xong rồi. Bây giờ tôi sẽ tạo ra một cái project của Express.js cho các bạn này. Và tí nữa tôi sẽ chạy nó thành một trang web luôn. Thì bây giờ chúng ta sẽ chạy nó bằng cách là Express cách --view bằng ES cách tên app. Ví dụ app này tôi để là Lesson 01. Xong. Chạy thế xong ấy, nó sinh ra một cái thư mục của chúng ta này. Đấy là lesson 01 đâu. Được chưa? Xong chúng ta b vào trong code này chúng ta sửa thôi. À, đây rồi, đang có sẵn đây rồi. Lesson 01 này. Xong chưa? Bây giờ để chạy được cái ứng dụng của Express.js này thì chúng ta lại code tiếp bằng CMD. Là các bạn đang ở ngoài cái thư mục là MOB nhá. Bây giờ để vào trong cái project của lesson 01 này chúng ta CD vào lesson 1. Bây giờ CD vào trong đấy, CD con trỏ của cái CMD vào trong đấy, enter xuống. Thì các bạn sẽ nhìn thấy nó đổi thành lesson 01 đúng không? Bây giờ chúng ta để chạy thành website, chúng ta sẽ npm cách start. Ủa. Lại permission deny. À. Cannot find module express thì cái này chứng tỏ là nó thiếu thư viện. Thì chúng ta vào đây chúng ta sudo cách npm cách install để nó cài toàn bộ cái thư viện về. Thì đầu tiên các bạn trỏ, nếu mà chạy lần đầu tiên ấy, thì các bạn trỏ vào trong cái thư mục lesson 1 đấy. Sau đó là chúng ta gõ cái câu lệnh là npm cách install. Vậy thôi, enter xuống. Nó tự động nó có mạng, máy chúng ta phải có mạng nhá. Thì nó mới tiến hành nó tải các thư viện về. Các thư viện sẽ được viết ở đâu? Các thư viện cần phải tải về nó sẽ viết ở trong file package.json này. Được chưa? Nó sẽ có rất là nhiều thư viện thì nó sẽ dựa vào đây, phần dependency là các thư viện sẽ cần phải tải về. Thì khi mà chúng ta gõ npm cái install ấy, thì nó sẽ chiếu vào trong cái file package.json này. Nó xem có những cái thư viện gì thì nó lên mạng nó tải vào trong thư mục cho các bạn. Tí nữa nó sẽ sinh ra một cái thư mục tên là node module. Thì trong cái thư mục đấy nó sẽ chứa các cái thư viện được tải về. Và chúng ta có thể sử dụng các thư viện ở trong đấy. Chờ một chút. Bởi vì nó lâu như này nên là tôi mới bảo là từ sau chúng ta phải mang app đi. Được chưa? Chứ nếu mà với cái mạng trường như thế này chắc là chúng ta ngồi chắc là mất cả buổi chiều chứ chẳng là xong. Được chưa? Đấy, học môn này nó nhàn lắm, chỉ có ngồi trò thôi.
Thật. Chưa có lab. Chưa có lab thì gánh máy đi. Gánh máy cây đi. Mượn tạm ai một cái khoảng một lúc. Dùng cái máy đấy. Còn nếu mà bạn không có lab mà hiện tại chưa có thì đành phải dùng máy trường thôi. Bắt buộc phải thế. Đến trước. Đấy, đúng rồi, đến trước. Bạn phải đến sớm một lúc. Cài vào máy. Và ngày nào bạn cũng phải cài luôn. Bài thực hành nào bạn cũng phải cài luôn đấy. Đây, đến máy tôi nó còn lâu như này nữa, máy các bạn. Chẳng biết bao giờ mới xong. Điên à? Sao lâu này?